Đoàn đại biểu Hội đồng Dân chân thành phố đơn vị quận Sơn Trà gồm các ông bà Đoàn Ngọc Hùng Anh, Huỳnh Bán Cử và Nguyễn Thị Phượng vừa tiếp xúc cử tri phường An Hải Tây quận Sơn Trà. Trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Dân chân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông tin đến cử tri một số nội dung cơ bản tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Dân chân thành phố khóa 10, tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022, tình hình triển khai công tác phòng chống COVID-19, các chương trình an sinh xã hội và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri thời gian qua. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri đề nghị thành phố Hút quan tâm hơn đến việc đẩy nhanh tiến độ các dự án quy hoạch, dự án treo, xử lý các điểm gặp úng, ô nhiễm tại các khu dân cư, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, kết hợp nhà chống bão đa năng. Cử tri cũng đề xuất thành phố Hút xem xét cải tạo cảnh quan bờ rông sông Hằng hình thành phố đi bộ, du lịch đêm tương xứng, quan tâm đến các chương trình an sinh xã hội, các gói hỗ trợ Covid-19. Qua nghe các ý kiến của cử tri, tổ đại biểu Hội đồng dân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà tiếp thu và sẽ tổng hợp vào nội dung của kỳ họp thứ tư.